cũng trong sáng nay tại Đà Nẵng, Ủy ban xã hội của Quốc hội khóa 15 tổ chức hội thảo tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động ở một số tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hội thảo nhằm mục đích đánh giá lại hiệu quả các chính sách đã được ban hành và đề xuất các giải pháp kiến nghị chính phủ và các bộ ngành xem xét tháo gỡ các vướng mắc trong thời gian tới. Thời gian qua đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân, việc sản xuất của doanh nghiệp. Trước thực trạng đó từ năm 2020 đến nay, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động. Đến nay trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí 80.828 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ gần 730.000 lượt người sử dụng lao động và trên 49.400.000 lượt người lao động và các đối tượng khác. Tại Đà Nẵng, ngoài những chính sách hỗ trợ từ Trung ương, thành phố cũng đã chi hơn 2.500 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận, phát biểu ý kiến làm rõ hơn, sâu hơn về công tác tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách, những khó khăn vướng mắt còn tồn tại và đề xuất giải pháp kiến nghị của chính phủ và các bộ ngành xem xét tháo gỡ trong thời gian tới.